Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to prepare noodle with bone soup. So now I tell you ingredients today we have with bone noodle, radish, carrot, and star green. So now get started with us. Cái này biết bạn năm bạn năm vậy ra anh mơ còn lại cái chắc được khát được khát đấy. Con ra không ó những con liền này. Cái thang tay ấp sẽ qua cái này em để con thang không nhưng anh được chú với nhau. Con có sao này chặt đó vậy sao chặt mà chặt cho vinh chăng này để cục cắt xong phải nhỉ. Điên dựng mẫu mão đầm bay dương cắt chấm áp á. Salt. Cái giấc chuông bật chơi. Sugar. Anh chưa ăn. Không đâu mà. Nhạc con đi tập cũng ăn thừa nè. Bật mình ăn vàng. Mơ vàng. Đi tập
Nhịp xay lên nhịn. Cùng muối đi. Cùng muối. Mình bọn ai bấm bùng. Garlic. Trời tao tầm lắm không? Cho nên mình mua em luộc áo lúc thì mua cả mua nó rồi. Điệp ơi, Điệp tỏi xuống, cô ấy xuống ở tầng ốc này á. Mẹ mày à?
mua ăn thang ăn bà. Nó là nói cho thôi, nó phải là bán này. Điên hả ngày mình bày. Cái bạc mình như đây. Nè. Nặng tim ăn. Mà sao nuôi chân nuôi con nếp con nếp tim mãn con bầy hay là cây tiết hai đa chân con con sơn môi kế sấy hà nó đây là cây tiết con nó nhông gì ở nay nhà môi kế bắt liếp bắt liếp đã liếp với nó mau mau giờ thôi mà chơi nhà con coi nhà con đấy con ấy ngồi kế hả một đàn đi hạ tim mán còn nạc cây tiệt.